Ngươi thật xấu tính, dám lừa ta để lấy cái bướu sao? Ta không cần đồ của con người, trả lại hết cho con người. Ta không muốn cái bướu xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái bướu trên má như cô. Con là lụa đây mà, trên trán còn có cái bướu xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái bướu trên má của chị lụa sao? Đáng đời con nhỏ xấu tính đó, dám lừa lời quỷ chúng ta, đến phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Hồng rồi, giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây? Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người.